Explorers, đúng rồi. Và cái tên nữa, những cái tên địa danh là những cái mà mình cần, tên người. Như vậy, cái chuyến này của ông Shiraz gì đó đến Sao Paulo là biết Wano là nổi tiếng cho đối với những người khác. Như vậy mình đi tìm từ đoạn đầu tiên chẳng hạn. Mình đi tìm, anh thử tìm coi Sao Paulo có nè. Kiếm cái tên của ông đó thôi, có không? Shiraz có nè. Như vậy khi mình tìm được thì mình đọc cái câu chứa cái chữ đó trước, chứa cái câu mà mình gạch chữ, mình gạch chữ trước. Ví dụ mình đọc ở đây nè, nó nói là Sao Paulo gì đó không biết, mình bắt đầu tới đây Just Dan, thì người thứ ba đến là người Nhật. Ok, nếu mày có tên ông này và nó được well known hay không, câu này nếu mà muốn đúng thì mình phải kiếm cái lý do cái chuyến đi của ông này có được nổi tiếng, được những người khác biết đến hay không. Rồi đọc tiếp, câu này thì mới nó ông đến thôi, đọc tiếp một cái nữa. Tuy nhiên, nhưng mình đọc thêm một câu nữa. Tuy nhiên nó nói là sao? His part in one of the greatest adventure story is hardly known outside of his country, even by his fellow explorers. Fellow mình không biết, mình biết explorer, thấy explorer và mình có cái gì đó liên quan đến know. Hardly know. Như vậy mình xem coi. Như vậy cái chuyến đi của ổng này hardly know thì so với well know nó như thế nào? Synonym hay là nó trái nghĩa? Synonym. Ok. Tại vì do anh không biết chữ hardly, trái nghĩa. Rồi. Đúng rồi. Nhưng bây giờ em nói thí dụ anh không biết chữ hardly. Một số bạn sẽ không biết chữ hardly đâu. Thì mình làm cách nào? Tra từ điển thua, không có từ điển thi, không có tra từ điển tra. Dựa vào những cái từ khác trong đoạn văn. Thí dụ mình dịch được tuy nhiên, however mình biết, có nghĩa là nó trái ngược với câu trước. Ủa chứ. Nó trái ngược với câu trước có nghĩa là gì? Cái adventure của ổng, cái chuyến đi của ổng đó, giờ mình không biết chữ hotly nè, thì nó như thế nào đó được biết đến, nhưng mà như thế nào đó tại mình không biết chữ hotly, thì mình chặn từ mình mà mình không biết thì mình dịch là như thế nào đó, nó được được biết như thế nào đó bên ngoài đất nước của ổng. Và đây có chữ gì? Even, anh biết không? Even là thậm chí, thì mình dịch thử coi được biết nhiều hay là không biết, để mà người ta sẽ sử dụng được chữ thậm chí. Được biết rất là nhiều, thậm chí đối với những cái người người explorer không biết nhiều, thậm chí là đối với những người gì đó, thì cái chữ không biết vẫn hay tại vì có chữ thậm chí. Còn như mình biết biết nhiều mà thậm chí thì nó thậm chí có nghĩa là nó ngược lại. Đó là cái cách để mình phán đoán cái chữ đoán nghĩa. Rồi ở đây mình có chữ hardly. Hardly mang nghĩa là gì? Hardly. Khó khăn. Khó khăn là sai. Nhiều nhiều người sẽ ghi là hard là khó, thành ra hardly là một cách khó khăn. Nhưng không phải. Hard là khó, là tính từ, vừa là trạng từ. Tôi làm việc chăm chỉ, mình nói là work hard, sau động từ sẽ là trạng từ chứ không có work hardly. Như vậy chữ hardly này nó thật ra nó mang nghĩa là never. Nó không có liên quan gì đến chữ khó khăn cả. Như vậy là không bao giờ được biết đến, thậm chí bởi những người, thậm chí như vậy nó mang nghĩa nhấn mạnh hơn là nó không biết đến, là như vậy fellow là mang nghĩa gì? Những người bạn của ổng, những người bạn, những người thân của mình còn không biết thì ngoài outside ra thì thua luôn. Như vậy fellow là những người bạn, fellow là những người bạn. Rồi. Như vậy câu này anh làm được không? Đây là câu phone, anh làm sẽ là phone. Và khi anh đi thi anh viết nguyên chữ luôn nha, anh viết chữ F trên câu trả lời là anh, người ta loại anh luôn, bỏ luôn. False thì mình nhớ là mình đọc cho kỹ, nó hỏi true false hay nó hỏi yes no, nó sẽ có hai dạng, mà điền true false mà điền thành yes no là mất điểm luôn. Rồi câu số 2 em đúng không? Số 1 là đúng đúng không? Câu số 2, kể từ khi ông này ông đến Antarctica, những con tàu nhỏ nó cũng also, also nghĩa là nó thêm ý kiến vào, cũng cũng làm được cái chuyến này này. Tức là ông này đến xong rồi những con tàu khác cũng đến. Như vậy mình đi kiếm, kiếm cái gì nhanh nhất? Antarctica. Antarctica đây. Con tàu nhỏ cũng thấy có vẻ có small, nhưng mà là smallish. Smallest ship. Như vậy mình đọc thử xem, kể từ khi đó ông đến thì còn con tàu nào đến nữa hay không. Như vậy mình phải đọc chút xíu trong cái đoạn mình bám vào, cái đoạn trước mình làm. Vậy anh đọc thử xem, nếu không thấy thì mình đọc trước đó một câu là thua rồi. Như vậy đọc xuống với một câu, nếu mình không thấy đọc xuống nó một hai câu mà không thấy nữa thì nó given hoặc là gì đó tùy mình. À,
một phút, mỗi câu mình chỉ có khoảng hơn một phút để mình làm. Và những câu này là những câu lấy điểm. Em làm cái gì nào? Dạ, em làm là nó Nói Bình. Khánh. Số 2. Dạ, câu số 2 là font. Đó, thấy không? Hai bạn hai ý kiến, ok, không sao. Vậy mình sẽ phân biệt tại sao là Not Even, tại sao là Phones. Bây giờ Not Even là không thấy rồi. Thầy sẽ hỏi bạn Phones. Anh thì kiếm ra chưa? Chưa đúng không? Cứ từ từ, anh cứ chắc lấy thời gian. Rồi, Khánh, nếu Khánh làm Phones thì Khánh cho thầy một lời giải thích. Được không? Dạ, nó bị sai. Phone là phải từ thầy nghe. Phone là phải kiếm được luôn, đúng không? Kiếm được một cái gì đó nó sai trong đoạn văn so với Not Even là không đủ để mình khẳng định đúng hay sai, hoặc không có thấy nói. Rồi, sai thứ tự đúng không? Dạ. Yeah. Câu số 2, rồi thứ tự như thế nào? Đọc, đọc thử coi chỗ nào. Không? Em đọc lại cái gì thứ tự. Đọc lại đi, đọc lại đi. Xin mời xin bài bình xuống cái journey. Rồi. Bây giờ mình loại trừ trước đáp án. Khi mình làm những cái dạng này mình loại trừ trước, tại vì nó có 3 sự lựa chọn, mình loại được thì ít nhất cái phần trăm mình thắng cũng là 50-50. Phải được cái true không? True có nghĩa là mình phải thấy nó nói. Ở đây nó có nói là từ khi ông này đến thì những con tàu nhỏ khác cũng đến, tức là sau khi ông đến là có nhiều con tàu nhỏ khác hơn, nhỏ hơn nha, nhỏ hơn con tàu của ổng nó đến. Bây giờ mình đọc thử xem. Con ông này và đội của ổng đi đến Antarctica. Đi đến Antarctica bằng với arrive, tại vì true là mình sẽ đi tìm coi nó có đúng hết hay không, và mình đang đi được một nửa đoạn đường là true rồi nè, là đội này họ đến Antarctica bằng với his team into Antarctica. Như vậy nếu với sau nó đúng nữa thì câu này thành true. Như vậy mình đi tiếp coi có đúng không? Thì nó nói là gì? In the smallest ship. Con nhờ những cái người này đi đến đi từ đi bằng cái gì? Con tàu nhỏ nhỏ gì? Smallest. Nhỏ nhất ever. Con tàu nhỏ nhất ever là not ever, not là never đó. Never là bằng với not ever là chưa bao giờ. Ever dịch là bao giờ. Tức là từ, mình có thể dịch là từ trước đến nay. Tại vì bao giờ đó là con tàu nhỏ nhất từ trước đến nay, để mà cố gắng đi đến những cái khu vực nguy hiểm như vậy. Và bây giờ mình so lại xem. Khi ông đến, sau khi ông đến thì những con tàu nhỏ hơn đã đến. Như vậy, true là không đúng rồi nè. Không có. Giờ chỉ phân vân giữa not even hoặc là phone thôi. Như vậy liệu nếu mà phone á là mình sửa được, còn not even là mình không thấy nó nói đến là sau cái chuyến đi đó là còn có những cái con tàu nhỏ hơn nữa hay không. Ở đây nó có nói về nhỏ nè, nhưng mà là nhỏ nhất, nhỏ nhất ever. Ever có nghĩa là từ đó đến nay, tức là không còn cái nào nhỏ hơn cho tới hiện tại luôn. Ever là như vậy. Như vậy con tàu của ổng là tàu nhỏ nhất rồi. Như vậy anh đọc trong này coi, những con tàu nhỏ hơn là không có hay là sai? Sai. Như vậy phone đó, em nói phone sửa được là sửa cái gì? Không còn nữa, phải là bigger ship chẳng hạn, chứ không còn nữa. Tại vì đó là smallest, nó trái nghĩa với smaller. Nó là khẳng định một cái chỗ nó sai rồi. Tại vì con tàu ổng là nhỏ nhất, không còn cái nào smaller hơn. Như vậy câu này là phone. Câu này khó nha, đúng không? Câu này có thể là Not Even, tại vì đọc tới đây rồi xuống dưới không có thấy gì nữa hết, đọc địa giấc mơ của ổng rồi. Đó, như vậy mình phải chú ý đến cái chỗ so sánh. Thấy so sánh giống nhau là thấy là mình biết có một cái gì đó rồi đó ha, phone. Rồi. Câu số 3. Chú ý đến chữ gì? Có những cái chữ mình cần phải chú ý khi mình gạch dưới. Original. Original tại sao mình phải chú ý? Nó bằng với chữ first. Lúc ban đầu có nghĩa là cái hay là sai, có nghĩa là nó nói là cái I didn't get that, could you try again? Cái thí dụ cái chữ này nó có thể quyết định đúng sai trong, tại vì original là nó nhấn mạnh là cái đầu tiên. Nếu mà trong đoạn văn nó nói là
Cái thứ hai thì có nghĩa là không có, nó đang ở về cái original thôi, bằng cái first, mà mình phải khăn tròn lại như vậy. Ambition anh biết không? Tham vọng đầu tiên, tức là tham vọng lúc ban đầu của ổng là ổng đi đến North Pole. Pole ở đây là một cái cực, ví dụ như điện cực đó anh, cực Bắc hay là Bắc cực, South Pole là Nam cực. Rồi như vậy cái lúc đầu tiên á, ổng muốn ổng đi đến Bắc cực. Như vậy mình xem coi có không, mà tự nhiên cái mình thấy có chữ North Pole đập vô mắt mình. Như vậy mình coi cái tham vọng đầu tiên của ổng nó phải muốn Bắc cực, muốn đến Bắc cực hay không. Đó. Sao? Làm được không? Được. Dễ hả? Không dễ. Rồi anh cứ đọc từ từ một. Đọc trong câu chứa chữ mình gạch trước. His sight. Và có những cái chữ nào liên quan đến original nữa mới được. Initially, chính xác. Initial là ban đầu. First. Dạ, đúng rồi. Là bằng cái chữ first, lúc ban đầu, khởi động, khởi nguồn. Như vậy, lúc ban đầu thì ổng set his sight. Sight là gì anh? Nhớ không? Tín hiệu. No. Tín hiệu là chữ sign này. Signal. Còn chữ sight này là danh từ của chữ see. Anh hay thấy có chữ gì? Ngắm cảnh. Sight seeing. Set his sight tức là ổng đặt cái tầm nhìn của ổng. Cái tầm nhìn của ổng là nhắm đến cái Bắc cực. Và có chữ originally sẽ bằng với chữ initially. Như vậy câu này là câu true. Hay là phone? Phone hả? Em làm phone hả? À, chú. Như vậy suy ra mình có thấy được là, này chữ bự quá, mình có thấy được, nãy anh có thấy được là original thì bằng với initially, Siras thì bằng với he, và ambition thì không có, nó bằng với chữ set his sight, thì to North Pole thì bằng với on the North Pole. Như vậy anh thấy nó đồng bộ, nó bằng nghĩa hết thì nó là true. Đó. Rồi câu này là true. Tiếp sum. Câu số 4 mình sẽ chú ý đến chữ gì? Khoanh tròn là những chữ đó sẽ quyết định câu đó đúng hay sai đó. Nếu cái câu số 3 hồi nãy các bạn không thấy được chữ initially, chưa chắc câu đó đúng. Có thể là ý tưởng số 2 của ổng, còn lúc đầu ổng thích đi năm cực. Mình không thể khẳng định, có thể câu đó thế là nó given. Còn câu này nó đã đủ hết rồi thì nó là true. Đó là cái lý do tại sao mình khoanh tròn. Và câu số 4 khoanh tròn cái gì? Sum. Tại sao phải khoanh tròn? Những chữ đó quyết định đúng sai đó. Số lượng, nếu mà nó tất cả trong đoạn văn, nó tất cả mọi người, mà trong câu hỏi nó hỏi nó một vài người, thì theo mọi người nghĩ câu đó là đúng hay sai, hay là nó như vậy? Suy nghĩ thử. Sai luôn, tại vì tất cả là tuyệt đối rồi, còn một vài người nó phải 40-50 gì đó thì nó đã là trái ngược với tuyệt đối rồi. Như vậy câu sum mình phải khoanh tròn. Một vài người Japanese official, official là cán bộ, những người cán bộ của Nhật, người ta nghĩ cái intention, cái dự định của ông này là đi đến Nam cực để làm gì? Was pointless. Pointless là không có điểm, rất là vô nghĩa. Vô nghĩa, chính xác. Như vậy mình xem thử coi người ta nghĩ gì về ổng. Mình đọc lướt kiếm người Nhật, hình như có đó. Kiếm người Nhật. Cái này coi còn Khánh làm gần hết rồi mà đúng không? Dạ. Yeah. Khánh làm gần hết rồi đúng không? Nãy giờ có sai câu nào không Khánh? Dạ, yeah. Okay. Lỗi ha. Tôi làm xong luôn rồi. Ok. Rồi, cho các bạn xíu một phút nha. Sao? Not given. Một bạn làm not given. Khánh làm gì là gì? Dạ câu số 4 đúng không thầy? Đúng rồi, số 4. Không làm lại là true. Đó, hãy tiếp tục ha. Vậy mình cứ phân tích đi, tại sao bạn làm true, tại sao bạn làm not given. Tôi biết này cũng để đâu có cái gì cái này nữa. Cái switch nó không khác gì cái này. Rồi. Như vậy mình kiếm coi những người Nhật ở đâu, mình gạch dưới trước. Sau đó mình đọc cái câu chứa những người Nhật có hay không. Mình phải lướt rất là nhanh. Mình sẽ thấy người Nhật. Thấy không? Em thấy không? Anh thấy người Nhật không? Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Japanese government officials.
Ok. Em làm là nó như vậy. Bạn làm là true. Và true có nghĩa là bạn phải thấy một cái gì đó trong đoạn văn. Vậy người ta nghĩ là cái ý tưởng của ông này đi đến Nam Cực là vô nghĩa. Thử nha. Nam Cực, bạn nhìn thấy Bắc Cực không? Nam Cực đây. South Pole có. Vậy đọc nguyên cái câu trước South Pole thử xem. Instead là thay vào đó là họ lại muốn nhắm đến cái giải thưởng cuối cùng là đi Nam Cực. Như vậy đi Nam Cực khó hơn đi Bắc Cực, chứ không phải là Bắc Cực khắc nghiệt hơn. Tại vì nó nói là gì? Họ thay đổi, tại vì có chữ instead thì mình biết rồi, tức là họ không còn đi Bắc Nam Cực mà đi đi Bắc Cực mà đi Nam Cực. Đọc tiếp. Như vậy năm này ổng đưa cái kế hoạch này ra cho chính phủ của Nhật, đúng không? Và ổng hứa hẹn cái gì đó, kể mình không quan tâm, đó là dự định của ổng. Và coi coi cái phản hồi xem, mình đọc lướt mà mình đâu đọc hết đâu. For many of them, đối với nhiều người, như vậy nhiều người chính phủ, đúng không? Chứ ổng có một mình ổng à. Cái câu hỏi là gì? Câu hỏi không phải là ổng có thể làm được hay không, nhưng tại sao lại đáng để mà làm như vậy? Chính phủ đặt ra câu hỏi như vậy. Và đọc tiếp một câu nữa xem. 15 năm trước cái gì đó nói rằng là cái lục địa gì đó nó có cái chance để thêm vào cái kiến thức gì đó. Mình chỉ đọc lướt thôi, những cái từ mình biết thôi, những từ mình không biết thì mình không cần dịch. Như vậy, đó là 15 năm trước. Như vậy, so giống như người Anh thì ông ấy presented, ông thuyết trình ha, ông ấy thuyết trình cái cuộc expedition. Expedition là cuộc thám hiểm luôn. Như là để mà cái mục đích là làm gì? Để tìm kiếm kiến thức. Ông thuyết trình ra cho người Nhật và ông nói là cái gì? Ông sẽ đem lại, ông đem về một cái gì đó và ông sẽ explore những cái không biết. Đó là lý tưởng như vậy. Cái đọc tiếp thêm một cái nữa, government đọc tiếp này, mình cũng có thấy cái response. Đây, nhiều khi mình cũng phải đọc thêm một chút xíu để mình mới thấy được. Như vậy chính phủ nói sao? The response from là was cool. Tuy nhiên cool là gì? Mình cool là tốt hay là lạnh lùng? Mình để mình xem thử coi. Tuy nhiên, và vậy đó là ý ngược, ngược lại, mình thấy chữ tuy nhiên á anh. Và ông ấy làm gì? Nó là ok đó, nhưng mà ổng khó khăn raise fund. Ổng không có gây tiền được. À, không kiếm tiền được. Như vậy quay lại câu hỏi này, người ta nghĩ rằng cái vấn đề này là vô nghĩa. Vậy có vô nghĩa hay không? Nó bằng con chữ worth doing nè. Đây là câu trả lời nè, người ta hỏi rằng là có đáng để làm nó hay không. Câu trả lời thì chưa biết, vô nghĩa hay không có đáng, có nghĩa là có nghĩa, còn không đáng là vô nghĩa. Vậy câu trả lời là vô nghĩa hay có nghĩa? Vậy mình xem coi true được hay không. Mình loại đến một đáp án, tức là trong đoạn văn mà nó có nói là cái đó là vô nghĩa thì mình loại luôn. Có thì mình chọn true, còn nếu không thấy thì mình loại bớt cái đó đi để mình phân vân giữa phone và nó như mình thôi. Khánh thì Khánh nói là true đúng không? Đúng rồi. Rồi, tại sao true? Nói thầy nghe. Đó, mình giải thích coi. Dạ, mà nói cho cũng đặt câu hỏi như thầy why would it be worth doing? À, đã có hỏi rồi mà. Thì còn nghĩ cái khúc đó là ý là người Nhật nói là đặt cái việc đó đây nè. Chính xác, nhà đọc kỹ nha. Giờ mình dịch lại cái câu mà mình làm. For many of them, đối với nhiều người trong số họ, có bằng với some official, một vài người, tức là đã nhiều người rồi. Many là some là đủ hai trở lên là many. Thì sao? Câu hỏi là ổng có làm được hay không? Không phải câu hỏi đó, nhưng mà tại sao lại làm như vậy? Vậy khi đó mình đọc cái câu đó là ổng trình bày ra xong rồi, người ta đặt câu hỏi là tại sao lại làm như vậy? Có nghĩa lúc đó người ta đang nghi ngờ là một vài người đang nghi ngờ là không nên làm, pointless, tức là tại sao phải đáng phải làm. Đó là ngay câu này luôn. Đó là câu trả lời rồi. Nếu họ đang nghi ngờ, có nghĩa là đối với họ là nó vô nghĩa. Câu này là true. Thật ra câu này rất phân vân giữa true và nó nghi vấn. Câu này rất khó. Câu này hơi khó ha. Rồi, không sao, từ từ, từ từ. Có những câu khác. Câu số 5. Câu số 5. Câu này. Một cái nhóm người Anh announce, tuyên bố cái quyết định của họ carry out, thực hiện cái nghiên cứu khoa học ở Antarctica trước CIRAS luôn. Tức là cái nhóm này họ tuyên bố là họ sẽ thực hiện cái cuộc nghiên cứu khoa học này trước cả cái ông này. Như vậy xem thử cái nhóm người Anh á, người Anh, mình lướt nhanh có những cái chỗ nào liên quan đến British không?
British thì nãy mình thấy có một chỗ ngay lúc mình đọc So like the British thì thuyết trình gì đó. Đó. Như vậy coi coi người ta có đi trước ông mày hay không. Đó. Nếu có chu, nếu mà trước thì là chu, tức là trong đoạn văn nó có nói. Còn nếu mà thấy không rõ lắm, không biết thời gian những người này thì trình bày trước hay sau ổng thì là nó như vậy. Còn người ta không có đi đâu hết, không trình bày hết thì là false. Sao? Giờ mình đi từ từ nha, quay lại Khánh. Câu 5. Dạ, câu 5 thì not given. Not given. Em. Còn thấy nó nói gì? Em thấy nó nói. Not given nhưng mà em đọc lại em thấy nó giống true. Giống true rồi. Thí dụ em bây giờ true thì true ở đâu? Nếu mà true á thì tất cả những cái trong câu hỏi nó phải giống với trong đoạn văn. Thứ nhất là về thời gian, cái nhóm này nó sẽ đi trước ông kia luôn và nó trình bày là hai cái vấn đề. Đâu? Chỗ nào nó nói về đi trước ông? Chỗ British ở dưới. British, đây đúng không? Chỗ mà đằng sau cái chữ đặt câu hỏi này. À, đằng sau có chữ đặt câu hỏi. À, từ từ. Đây hả? 15 năm trước đây đúng không? Là nói về thời gian đúng không? Ok. Nói về thời gian trước ẩm, ok. 15 năm trước đây thì cái gì đó nó đã nói rằng là set that as the last unknown continent, như là một cái lục địa cuối cùng mà chưa ai biết đến ha. Thì cái Antarctic, Antarctica này ha, là cái khu vực mà những cái vùng cực của trái đất Nam cực và Bắc cực ghép lại đó. Thì nó là gì? Nó offer, nó cho mình cái khả năng là mình thêm cái kiến thức. Vậy cái nhóm mà International Geographical Congress này có phải là British không? Nó có nói không? Yeah. Mình không biết nó nước nào. Nó là quốc tế mà mình không biết nó nước nào. Bạn biết là nó 15 năm trước, nhưng mà 15 năm trước đọc cho kỹ, người ta quyết định nghiên cứu. Còn này 15 năm trước họ nói là Nam Cực là cái phần mà chưa ai biết. Còn cái việc mà nghiên cứu hay không á thì chưa nói. Nó chỉ biết là cái chỗ đó chưa ai nghiên cứu hết. Mình đọc tiếp xuống dưới. Như vậy giống như người Anh, có nghĩa là người Anh cũng làm một cái gì đó giống ổng. Thuyết trình, nghiên cứu là làm gì, tức là người Anh cũng muốn nghiên cứu giống ổng. Đó, nó cũng có nói người Anh ở đây nè. Như vậy đã làm rõ được là announce their decision có, tức là present, cái quyết định là nghiên cứu có. Thời gian có không? Thời gian họ trình bày có không? Có nói không? Không, không biết ai trước, không biết ai sau cả. Chỉ biết là có giống Anh giống với ổng. Như vậy true là không có anh nè. Như vậy phone hẳn nó như vậy, phone là sai luôn, sau ổng hoặc là không quyết định làm, là phải sửa được câu đó. Có không? Không thì nó thì vẫn đúng không, hiểu không? Ok, nó thì vẫn. Thời gian là cái dễ làm nhất. Và em bị bảy cái là cái phía trước đúng không, international gì đó mà không phải ha. Rồi Congress ở đây là quốc hội nha, một cái hội đồng gì đó. Rồi số 6. Câu số 6. Số 6 có những cái cho mình dễ làm. Tính từ ông ấy thấy dễ dàng. Câu này có vẻ dễ làm nè, tại mình đã đọc rồi. Dễ để kiếm gây quỹ, mình gọi là raise the money, kiếm tiền để mà đi đó. Để mà đi đến Nam Cực, ông thấy dễ lắm. Nãy như đọc có một cái gì đó. Đọc thử một cái liên quan đến fun nè. Rồi. Bây giờ câu này thí dụ chữ struggle mình không biết thì mình sẽ không biết được là khó khăn hay dễ chịu. Bây giờ mình thử giả sử mình không biết chữ này và mình không tra từ điển thì mình làm cách nào mình đoán được nghĩa chữ này bây giờ? Đọc thêm và mình dựa vào những cái trái nghĩa. Thí dụ cái response, cái lời phản hồi, cái câu trả lời từ chính phủ là ok, cool, có nghĩa là ý tưởng hay đó. Tuy nhiên, cái chữ tuy nhiên nó là nghĩa trái ngược với cái ý trước. Như vậy ý trước mang nghĩa xấu thì tuy nhiên mang nghĩa tốt. Còn ý trước mang nghĩa tốt thì câu sau mang nghĩa xấu. Như vậy khu này là tốt, tuy nhiên cái gì đó liên quan đến tiền có nghĩa là mang nghĩa xấu rồi. Nếu đọc chưa thấy nữa, thêm một câu nữa là một vài năm sau là có cái ông gì đó rescue. Rescue mình không biết luôn. Rescue mình chưa biết đọc tiếp.
với cái backing của Okuma này, ông thủ tướng Okuma của Nhật. Backing, mình không biết back, back là cái lưng. Backing là gì? Hỗ trợ. Hỗ trợ chống lưng. Chống lưng thì ông này ông này nè, có nè, nếu mình không biết backing luôn. Với cái gì có của ông này thì đủ tiền để mua. Nhưng mà suy ra là thiếu tiền. Phía trên struggle mang nghĩa xoay sở. Ông gặp khó khăn rất là nhiều để ông kiếm tiền. Như vậy câu số 6 trở thành là câu Phones. Chính xác, Phones. Nhưng mà chú ý chút xíu là câu số 6 là nếu mà mình coi những cái địa danh nữa, đúng không? Lỡ mày nó bẫy mình, thật ra nó cũng không bẫy đến nỗi vậy. Nó đổi thành North Pole nữa thì mệt. Còn này đang nói về chuyến Nam Cực không? Mình nói North Pole thì thành nhiều khi nó thi vần á. Tại vì ông đâu có đi North Pole đâu mình biết. Rồi, câu số 7. Câu số 7 nè. Nói về một cái người Prime Minister của Japan, thủ tướng trước đây của người Nhật, của Nhật. Đó là sao? Persuaded. Persuaded. Persuaded là mang nghĩa gì mà không biết. Khánh, persuaded, Khánh biết không? Dạ, yeah, thuyết phục. Thuyết phục. Ok, bây giờ mình không biết chữ persuaded thì mình làm như thế nào bây giờ? Bây giờ trước tiên là mình sẽ giải thích cái chữ persuade lại trước. Tại vì chữ này rất hay lộn. Thử pursue sẽ có hai chữ. Pursue như vậy. Và persuade nhìn nó giống giống nhau và nghĩa nó cũng giống giống lắm. Persuade là thuyết phục. Pursue là theo đuổi. Theo đuổi. Thí dụ mình nói là theo đuổi một giấc mơ, theo đuổi một bạn trai, một bạn gái, đều là chữ pursue này. Còn thuyết phục thì là mình muốn người ta đồng ý hay không. Thật ra thì hai cái này giống nhau. Mình có thể mình nhớ là pursue someone to pursued. Ha, nhớ vậy khó hơn. Pursue my dream, theo đuổi giấc mơ. Và một cái nữa là persuade someone, tức là thuyết phục ai. Rồi, bây giờ cái người thủ tướng này đã thuyết phục một cái người khoa học đi theo ông này. Vậy mình đi xem, nếu mà mình không biết chữ persuade nha, thì mình đi kiếm nhà khoa học trước. Mình đi kiếm người thủ tướng trước và coi cái hành động đó là hành động gì đã. Thì những cái từ mà mình không biết, mà mình không thể nào tra từ điển, thì mình đoán nghĩa trước. Trong đầu mình thử coi nghĩa tốt hay nghĩa xấu, nghĩa bằng cách nào mình không biết. Giờ mình đâu biết nghĩa tốt nghĩa xấu đâu. Thì ông này cũng làm cái gì, nhà khoa học đi theo thì nghĩa tốt chứ, chẳng lẽ giờ ông kêu là ông này đừng đi theo ông này, có nghĩa là ông phải một cái nghĩa tốt gì đó, là có một nhà khoa học đi theo với ông này. Và mình đọc theo đoạn văn để xem có cái hành động đó có tốt hay không. Giờ mình đi theo cái Prime Minister, hình như nãy có nói cái ông Okuma, là kiếm cái nhà khoa học. À đây đây có chữ scientist, tên là Takeda gì đó. Rồi, như vậy đọc câu này coi. He eventually acquired a scientist too. Acquire mình không biết luôn, nhưng mà mình đoán được nghĩa là gì. Động từ mình không biết, mình dịch là làm gì đó. Ông ấy làm gì đó một nhà khoa học nữa, gọi là Takeda. Như vậy liên quan đến nhà khoa học nè, đi với ổng nè. Như vậy cuối cùng coi có Takeda không. Như vậy là cái này liên quan đến cái gì. Shiraz đi đủ tiền để mà mua một con tàu, và ông ấy có, đúng không, một cái nhà khoa học nữa, tức là buy mà và trang bị mà, có nghĩa là cộng vô cho ổng. Như vậy là ổng có thêm một nhà khoa học nữa, có nghĩa là đi theo ổng đây. Như vậy đi theo ổng có to go with ổng. Như vậy cái vế này, nó nguyên câu này chỉ đúng khi mà ông này làm một hành động gì đó đối với nhà khoa học này. Hành động mình không biết mà nó có nói đến hay không. Nếu có nói làm một cái hành động gì đó, ông thủ tướng này làm một hành động với người này thì true. Thì mình xem coi, nói về người khoa học này, ông thủ tướng có làm gì cái người khoa học này không. Chỉ đọc cái là với cái hỗ trợ ủng hộ của ông này thì ông này có đủ tiền, rồi ông này có nhà khoa học. Vậy ông kia ông cho tiền, ông kia ông có cho nhà khoa học, cũng có thể có, cũng có thể không, có thể là ông này tự đi kiếm. Vậy sao ta? Câu này đúng không? Câu này chắc chắn không phải là true chứ, tại không đủ điều kiện. Phone thì mình cũng không biết, đứng đang đứng giữa. Nó như vậy, nó như vậy với phone nó vậy thôi.
Rồi, not even. Đó. Đó, mình không cần biết chữ persuaded, mình vẫn làm bài được luôn. Đi thi đâu có tra thời điểm được. Chỉ có cách đoán thôi. Số 8. Cái thời tiết slow down. Thời tiết nó dịu lại, nó chậm lại. À không phải. Slow down cái progress của ổng. Nó làm giảm cái progress là em biết progress, tiến trình, tiến độ, tiến trình của ổng đến New Zealand. Thì nó nói sao? Was unusually bad for the season. Cái thời tiết đó đó nó làm sao? Nó tệ bất thường. Anh nói rồi, usual là bình thường. Unusual tức là cái thời tiết đó, tại cái thời điểm đó thì không thể nào mà trời mưa được hết. Tự nhiên nó mưa, tức là nó bất thường. Nhưng mình thêm tự cái thời tiết lúc đó là nó như thế nào. Tại cái New Zealand, đây có chữ New Zealand mình kiếm được. Đây có chữ New Zealand mình kiếm được. Như vậy kiếm một cái liên quan đến thời tiết. Và nó có làm giảm không? Coi nghe, tà cuối cái này bắt đầu họ đi đến Tokyo, mình lướt nhanh thôi. Trước khi đi, ổng làm gì đó, kệ ổng plan gì đó, không biết. Và ổng đi đến New Zealand, rồi ổng đi đến đi đâu đó during mùa hè. Ok, rồi ổng đi tiếp đến spring. Spring là mùa xuân, rồi kệ ổng. This was not to be, however. Và có chữ bad weather, đây. Bad weather delay, à đây, delay là làm slow down, làm delay cái chuyến hành trình của ổng. Và họ không đến được New Zealand cho đến mãi, cho đến ngày 8 tháng 2 họ mới đến được New Zealand. Như vậy nó sẽ có được tới đây rồi. Cái thời tiết mà làm chậm là có nè, true là gần đúng. Cái vế sau có hay không? Nếu vế sau mà thời tiết đó, cái thời điểm này nó không bao giờ nó có thời tiết xấu gì hết, thì câu đó thành true. Còn nếu mà thời tiết đó thì lúc nào nó cũng có, thì con thành false. Lúc thời điểm đó là thời tiết xấu như vậy luôn thì thành false. Còn không có nói 50-50. Nó đi vào. Thì mình thử xem có true được hay không. Trước tiên lúc nào mình cũng đi coi true trước. Thì mình loại được câu true thì chắc chắn là còn lại là phô hoặc even là dễ hơn. Tại true là mình kiếm được trong đoạn văn. Rồi, như vậy mọi người đọc thử xem. Thời tiết lúc đó ông sẽ đi đến cái này. Rồi và cuối cùng là thời tiết xấu mà không đến được. Và cái người này Amundsen là cái người gì đó đã đến được trước một tháng rồi đó, chuẩn bị mùa đông. Vậy mình loại trước ra, chu được không? Không thấy. Unusual cũng không thấy. Ok. Rồi, giờ thì cần là nó như bên nào là false. Như vậy, thử xem, suy nghĩ xem cái nào nó sẽ hơn 50% là mình chọn được rồi. False là sửa được nha. False là phải kiếm được trong đoạn văn. Giờ hỏi Khánh trước. Dạ. Đó, false hay nó như vậy hay Khánh làm chu luôn. Thầy đâu biết đâu, có thể chù sao thầy đâu biết. Đó, cái việc phân vân là mình giải được cái phân vân bằng cách nào? Bỏ đi chu trước. Chu là kiếm được cho đoạn văn. Thì cái mình thấy là cái mình lại được, nếu mình không thấy thì mình lại luôn. Rồi chắc chắn là lại được chu rồi đúng không? Unusual, thời tiết nó xấu thôi. Thời tiết nó không bình thường thì cái này mùa hè đúng không? Mình đâu biết mùa hè, mùa xuân, mùa gì, thời tiết nó làm sao? Cái nước của người ta quan trọng là mình tập trung vào đoạn văn chứ mình không tập trung vào kiến thức mình có ha. Ví dụ mình biết là New Zealand là cái thời điểm đó là không bao giờ có mưa, không bao giờ có bão, đó là kiến thức của mình. Nhưng khi mình làm true false not given là kiến thức trong đoạn văn nó nói. Rồi. Ok. True không có thì false hay not given. À, anh Vũ, anh nghĩ cái vấn đề nào? Giờ phone á, là anh nói là câu đó sẽ kiếm được một cái chỗ nó sai để mà nó sửa được câu này. Có nghĩa là thời tiết nó rất là đẹp và nó là usually bad. Tức là vào thời điểm này thì lúc nào nó cũng xấu như vậy hết. Thì mình sửa được. Trong đoạn văn nó nói cái nó không có ngạc nhiên ai hết thời điểm. Nếu mà nó nói là bad weather, nó làm và cái điều đó không có out, gọi là nó là nằm trong kế hoạch. Nằm trong kế hoạch có nghĩa là nó không phải là ngạc nhiên, có nghĩa là thời điểm đó là người ta biết là xấu. Nó là usual. Còn cái này nó nói là ổng đi, ổng không đến được. Thật ra cái này anh nhìn cho kỹ, anh sẽ thấy nó là gì. Nó bị delay đến 8 tháng 2. Thì sao? Nó không phải trong kế hoạch của ổng mà, chắc chắn là không đoán được. Không đoán được đó. Cũng có thể không đoán được đó.
Ông thấy bất thường. Tức là ông không đoán thôi, chứ cũng chưa có thể là ông không biết, chứ không phải là con này hình tru. Cứ ông không đoán, không đoán nghĩa là mình không biết nha. Nên mình không có kế hoạch có nghĩa là mình nhiều khi mình không có biết kiến thức đó đâu. À như vậy con này tru không phải rồi đó. Phone này nó như mình hả? Phone à? Nó như mình anh. Phone tại sao phone nè? Anh nghĩ sao phone? Bad weather thì cái kiến thức tồn tại nhưng mà là nó khác như cái unusually bad. Cái bad weather này là thời tiết xấu, thời tiết tồi tệ. Còn cái câu này nó là cái thời tiết tồi tệ nè, mà nó làm cho cái chuyến của ông này ổng chậm lại. Nó điều này rất là bất bình thường. Tức là thời điểm đó là thời tiết tốt luôn mà không bao giờ có mưa. Còn nó nói là thời điểm cái bad weather này nó delay lại cái chuyến đi này. Có nghĩa là mình được có được cái vé này rồi, nguyên cái vé này rồi. Còn cái việc mà thời tiết xấu này, nó khu vực này bình thường nó như thế nào? Anh thấy có nói không? Họ đã đi đến được rồi, chuẩn bị cho mùa đông. Nó đâu có nói gì là cái điều này là một cái điều surprise, một cái điều mà unusual tại cái khu vực này đâu. Nó không có thông tin, mình không có thông tin. Anh thấy giữa phone mà nó như vậy thì câu này mình đứng 50-50 nè. Mình không có đủ thông tin để mà mình khẳng định là có thể là thời tiết lúc này thật ra nó là unusual đó. Đúng không? Thì nó ổng mới không có dự đoán được. Nhưng mà nó không có nói. Nó chỉ là do cái thời tiết đó nên họ không tới được. Thì có thể là thời tiết lúc đó nó unusual thiệt. Có thể không? Mình không biết. Nó không có nói rõ thì là 50-50 thôi. Nó given nó hợp lý hơn. Còn phone là anh sửa luôn á. Tức là thời điểm đó đẹp á. Vào cái mùa đó là nó đẹp. Còn này nó không nói, nó là thời tiết xấu làm cho chuyến đi không đi được. Và cuối cùng là họ phải đến 8 tháng hào mới tới. Hết rồi. Chứ không có nói nha. Như vậy là nó như mình. Hơi khó đúng không anh? Nhưng từ từ mình làm nhiều bài thì mình sẽ phân biệt được. Nó chỉ cần 49% là mình nghiêng về cái kia nhiều hơn à. Anh thấy phone là nó rõ ràng lắm. Nó như bên là nó cứ mập mờ. Cứ thấy mập mờ thì nghĩ nó hoài. Không có gặp được cái nào hết. Nó như mình luôn. Và mỗi câu này khi mình làm bài mình chỉ có dưới 1 phút rưỡi mình làm thôi. Nếu mình một câu mình suy nghĩ quá lâu á, mà mất hết những câu sau. Anh làm mà thí dụ như 1 phút rưỡi hơn nhìn chưa thấy thì anh để luôn 2 đáp án ở đây. Để làm gì để cuối cùng mình làm hết xong cuối cùng hết giờ rồi em hỏi cơ chuẩn bị đọc bài. Bỏ đi làm lại ít nhất mình 50-50 nữa còn đúng. Còn mình không ghi cái gì lấy hồi chết hồi nãy mình suy nghĩ cái nào này là chu hay là sa ta lúc đó mình rối quá rồi. Cứ ghi 2 đáp án lên trước. Rồi. Một câu đi được làm đi 1 phút rưỡi. Dạ đúng rồi, 1 phút rưỡi thôi. Nhanh càng nhanh càng tốt. Tại vì mình có 60 phút rồi. Và cái đoạn, cái cấu trúc thời gian mà mình chia á, anh thấy ở đây là mấy nè, 13 câu. 13 câu thì nhân 1 phút rưỡi chắc chắn là nó hơn 15 phút. Nhưng mà đoạn đầu thường là đoạn dễ. Thì thông thường nếu mà anh làm được 15 cho đến 17 phút là ok. Để là gì, cái, mấy cái đoạn sau mới là đoạn khó. Thì thường mình phân chia là 15, 20 và 25. Thì nó sẽ đủ 60 phút. Thì có thể là một số đoạn, một số bài cái đoạn số 2, đoạn giữa nó là đoạn khó nhất. Nó mới tới đoạn số 3 là đoạn dễ hơn. Nhưng mà nó làm vậy để cho mình làm đoạn 1 xong mình nhảy xuống đoạn 2 cái mình tập trung mình làm, mất luôn cái đoạn số 3. Ai ngờ đâu đoạn số 3 nó lại dễ hơn. Nên mình cứ thấy câu nào quá khó thì mình bỏ qua hoặc là mình cố gắng mình loại trừ 50. Mình loại trừ mình đánh dấu ở đây rồi mình quay lại mình làm tiếp sau. Rồi. Ok. Giờ mình làm trắc nghiệm. Trắc nghiệm thì mình đọc 4 đáp án thôi và mình làm từ từ và mình trắc nghiệm được cái mình loại trừ được nữa. Giờ mình thử nha. Câu số 9. Số 9 nào? Khánh. Số 9 Khánh dịch cho thầy được không? Dạ. Khi mà mình báo cáo ở viên sinh năm Gaps Reset nhé. Câu A là họ quan tâm về chất lượng của thiết bị của anh ta. Và hoặc là bị ấn tượng với mặt thiết kế của anh Bảo. Hoặc là chắc chắn rằng là anh ta không biết những nguy hiểm sắp tới. Hoặc là ngạc nhiên bởi vì sự dũng cảm mà anh ta. Thì ở đây là diện cho ai vậy? Sirius. Sirius. Như vậy khi những nhà báo đó, những người phóng viên ở New Zealand gặp cái ông Sirius này thì nó sẽ có
bốn cái khi mình gạch chữ mình nhớ trong đầu, mình nhớ những cái động từ này. Thứ nhất là họ lo ngại, concern, tức là lo ngại về cái chất lượng của sản phẩm, của cái con thiết bị của ông. Thứ hai là ấn tượng, như vậy một cái mang nghĩa xấu, một cái mang nghĩa tốt, ấn tượng về cái thiết kế. Thứ hai là họ chắc chắn là ông này ông không biết gì về nguy hiểm hết. Và cuối cùng là ngạc nhiên về cái gì đó mà ông cho mình thấy, demonstrate thật ra nó là chữ demo. Demo là trình bày. Rồi, như vậy mình xem thử khi New Zealand gặp. Đây, New Zealand reporter gặp ông đó. In New Zealand, local reporter were astonished. Mình không biết chữ astonished. Mình không biết chữ astonished thì làm sao? Hai chấm. Cái chữ hai chấm nó sẽ giúp giải thích thêm cho cái tính từ astonished. Đó. Con tàu, tức là lúc này gặp ổng rồi, ổng tới được New Zealand rồi, bắt đầu nhà báo mới ra. Con tàu nó chỉ có nửa con tàu của cái Amundsen. Như vậy Amundsen là một nhà khoa học khác. Nhưng mà con tàu của ông này nhỏ nhất mà. Vậy mình nhớ đọc cái bài của ổng nhỏ nhất rồi. Tàu ông này có nửa size của cái Amundsen thôi. Như vậy chữ astonished nó mang nghĩa là, mang nghĩa gì? Ngạc nhiên. Ngạc nhiên, sửng sốt là astonished, chính xác. Như vậy ngạc nhiên, ngạc nhiên đây, ngạc nhiên hoặc là ấn tượng, một trong hai câu. Còn câu A, câu C thì chưa biết. Đọc tiếp. True, đúng là nó gì đó. Nhưng mà cái nhưng mới là cái quan trọng trong hai cái vế, đúng không? Nó nêu ra một cái gì đó. Hôm nay tôi mệt cả tôi, nhưng mà tôi vẫn đi làm. Và cái vế sau quan trọng hơn. Vậy nhưng mà con tàu nó chỉ có cái gì đó. Có engine là cái máy để mà đi, mình force mình không biết, force là không biết thì thôi, cái qua băng. Như vậy là mặc dù cái gì đó liên quan đến wood, gỗ, đúng không, nhưng mà con tàu này nó vẫn đi qua băng được. Kệ nó, đọc tiếp và đọc thêm một câu nữa. Feel doubted, cái gì đó, but most reckon, phần lớn. Feel là feel là một vài. Rồi, feel là gì? Một vài tức là nhiều hơn hai người, đúng không? Ok, feel là gì Khánh? Dạ. Yeah. Feel là gì? Okay. Chữ feel á, chữ feel thôi nè. Feel doubted, dịch sao? Dạ, yeah, hình như là một vài người. Một vài người, ok. Ok. Ở feel, mà có phải ở feel đó, nghĩa là gần như không có cái gì. Quên nữa rồi. Ok. Nhắc lại một chút, chữ này sẽ quyết định câu mình đúng hay câu mình sai. Cái chữ này rất quan trọng. Tại vì mình hay có gặp chữ a few. A là một, mình dịch là một. Few là vài, dịch lại là một, vài. Như vậy a few là some. Sau a few sẽ là danh từ đếm được, số nhiều. Còn khi người ta sử dụng few, mình dịch một vài nữa thì mình sẽ bị confused, mình sẽ không có nghĩ ra được. Nên chữ few này lúc nào các bạn gặp không có chữ a, bỏ đi chữ một, dịch là không có, no one, không có ai cho nó dễ. Mặc dù là có một người đó, một hai người là gọi là rất 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 ít, thì mình cho là không ai đi. Như vậy câu này là không có một ai, rất ít người, mình dịch là không có ai đi. Doubted, chữ doubt là gì? Nghi ngờ. Mình hay có cái câu là người ta nói với mình xong là oh, no doubt about it, không nghi ngờ gì về nó. I have no doubt about it, có nghĩa là mình hoàn toàn ủng hộ nó, ủng hộ ý tưởng của người đó. Như vậy không có một ai nghi ngờ cái gì đó của ông. Courage mình không biết. Rồi, nhưng mà phần lớn người ta reckon là gì mình không biết. Không biết reckon không? Không biết. Cái chuyến đi này nó ill prepare. Prepare là chuẩn bị. Sửa là re. Sửa là re, repair. Nhớ chữ viết, cách viết chữ repair không? Re. Khác đúng không anh? Repair là nó có chữ y ngắn nữa. Cái này là prepare, là chuẩn bị. Yêu là bệnh. Yêu là bệnh. Như vậy yêu prepare có nghĩa là chuẩn bị, mà bệnh là chuẩn bị sao? Chuẩn bị rất tệ hại, không có chuẩn bị, kém, chuẩn bị kém đó. Như vậy phần lớn người ta reckon không biết làm cái gì đó, cái chuyến này là chuẩn bị kém lắm. Tại vì sao? As. As là gì? Do. Nó còn nghĩa là khi nữa. Nhưng mà ở đây mình dịch là do, bởi vì đấy, thì nó sẽ hợp nghĩa hơn. Bởi vì người Nhật chỉ có cái gì đó lightweight. Lightweight là nhẹ cân. Nhẹ cân.
đi qua ice, mà những người đó là bằng gì, bamboo và wood. The Japanese, the Japanese đại diện cho cái ông Shiraz đó, đó. Tức là người ta nói là ông này chuẩn bị không tốt, tại vì toàn là đi qua đá, đi qua băng, mà cái tàu của ông lại làm bằng tre với gỗ không. Ta nói như vậy rất như vậy, bắt đầu mình đi, quan trọng là những cái chữ đáp thì mình không biết, chữ chorus mình không biết, nhưng mình có cái vé sau, nhưng mình đi mình loại trừ nè. Họ nghi ngại, lo ngại về cái chất lượng của thiết bị, cũng có lý. À, lo ngại cũng có đúng. Impress, ấn tượng về con tàu, thiết kế con tàu. Con tàu này kích thước nhỏ hơn, khá là ngạc nhiên. Tiếp, chắc chắn là ông ấy không biết nguy hiểm phía trước. Tới, cũng có lý. Ngạc nhiên về cái sự gì đó mà ông cho thấy. Ngạc nhiên. Như vậy mình bám vào cái câu đề bài coi. Ngạc nhiên về cái gì đó mà ông thấy. À, vậy mình loại có câu nào không có nói. Họ chắc chắn rằng khi họ gặp, họ chắc chắn này, y như true phone vậy. Họ chắc chắn rằng là ông ấy không biết nguy hiểm đang chờ ông phía trước. Có. Họ nói là ông đi gì mà chuẩn bị không ấy gì hết. Chắc chắn là ông không biết nguy hiểm, nhưng mà ông tới rồi mà. Ông tới rồi mà. Vậy thì câu này có câu nào? Ấn tượng trước đây cũng được, ấn tượng về, ấn tượng với ngạc nhiên. Nó sẽ có những cái câu mà mình không thể nào loại trừ 100% được, không thấy sai hẳn. Ấn tượng về cái thiết kế con tàu, thiết kế là bằng với cái size, cái thước. Khó quá. Vậy mình bám vô coi câu nào bằng nghĩa. Giờ câu A trước nè. Câu nào mình chắc chắn hơn? Lo ngại về chất lượng của thiết bị. Lo ngại về chất lượng là lúc họ gặp là họ lo ngại về chất lượng của thiết bị luôn, là ổng không chuẩn bị rõ ràng. Em cũng có lý ha, chất lượng nha, chất lượng. Rồi thì mọi người suy nghĩ thử trước đi, câu nào thấy cũng có vẻ hợp lý hết trơn á. Câu nào rồi, ở đây có chữ ngạc nhiên ha, ở đây có chữ bravery, thì đi từ chữ brave ra. Brave là dũng cảm, cái chữ dũng cảm. Rồi họ ngạc nhiên bởi cái gì mà ổng cho thấy sự dũng cảm. Thì ở đây á, nếu mà mình làm mà mình biết thêm được từ thì mình lại được một câu, chứ không thể lại được 50-50 đâu. Ở đây có chữ courage là dũng cảm. Courage á, mình nhớ bằng cái cách là mình không sử dụng chữ courage này nhiều, nhưng mình sử dụng động từ của nó rất nhiều. Khuyến khích, encourage. Khuyến khích có nghĩa là làm sao? Mình đốc thúc người ta nhát, người ta không muốn làm đi, dũng cảm lên. Đẩy mạnh cái dũng cảm lên, in là đẩy mạnh, cái gốc in, courage là dũng cảm, thành ra chữ khuyến khích. Như vậy, rất ít người nghi ngờ về cái lòng dũng cảm của ổng, có nghĩa là họ không có doubt it. Thật ra mình thấy ở đây, mình đã thấy được cái chữ ở đây là doubt, là nghi ngờ, nếu mình biết. Thì đây là no, no doubt, feel là bằng với không, thì bằng với not surprise. Câu này loại nè, loại được một câu trước. Rồi, ABC, bây giờ mình suy nghĩ thêm. ABC là Khánh ơi, suy nghĩ được 50-50 không? Dạ, câu A. Lại được câu nào nữa nào? Dạ, câu B. Lại được câu... Lại hết luôn hả? Lại hết là chọn câu A, ok. Bây giờ mình phân tích từ từ coi. Bây giờ câu C, certain. Họ chắc chắn là ổng không biết worse ha, tức là lúc trước khi ổng đi, họ chắc chắn là ổng không biết là ông sẽ gặp những nguy hiểm gì, chắc chắn luôn ha. Như vậy nói là phần lớn họ, cái chuyến đi này nó chuẩn bị không có kỹ, tại vì chỉ có cái bamboo với wood thôi. Như vậy cái điều đó có nói là ông không biết có nguy hiểm hay không, hay là họ chỉ nói là họ nói ông này ông chuẩn bị gì kỳ quá, sao mà tàu gì mà toàn là bamboo không, là có thể ông tiết kiệm hay có thể là ông không biết, cũng có thể. Nhưng mà họ không biết là tại sao ổng lại thiết kế con tàu như vậy. Nó không nói rõ là họ chắc chắn là này không biết gì đâu, chắc nghĩ đi không có băng gì đâu nên làm cái đó wood. Tức là không rõ, giống như not given của mình. Loại con C nè, nó không rõ, mập mờ lắm. Chưa có chữ sở tình này, không có, không có. Chắc chắn là không phải. Loại được những cái chữ mà không phải 100%. Rồi, impress. Đó, chỉ có A hoặc B thôi. Một cái là tốt, một cái là xấu. Như vậy mình nghĩ ra cái này thì tốt hay xấu?
ấn tượng về thiết kế con tàu. Tàu này có nửa sai hả? Ấn tượng ghê. Sửng sốt. Tàu này có nửa sai thôi. Rồi. Mà câu hay hợp lý hơn. Tại vì sao? Đố mọi người tại sao cô ấy hợp lý. Thường thường nó phải mang nghĩa tốt. Nghĩa tốt hơn. Tạo chán hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là sửng sốt, là ngạc nhiên. Ý là ngạc nhiên chứ không phải ấn tượng nha. Ngạc nhiên là trời ơi, gì ghê vậy. Còn kia là ngưỡng mộ. Impress là một cái ngưỡng mộ. Nó hoành tráng hơn ha. Câu A nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì sao? Thứ nhất, thứ hai là nó lo ngại nhiều hơn. Có chữ most. Nó lo ngại rất nhiều. Nó nói về most khoảng này là những người địa phương ấn tượng. Mình không biết bao nhiêu người, nhưng ở đây nó là phần lớn. Có chữ best ở đây có nghĩa là nó nhấn mạnh rất ít người như vậy, nhưng mà phần lớn, nghĩa là ý câu này nó nằm ở đây nè. Như vậy trong cái câu nào mà nó quan trọng là có chữ best, là những câu đó là lấy điểm hết ngay chỗ đó. Ý chính thì nằm however và best. Rồi, đây, đó, hơi nhức đầu chút xíu. Rồi, người ta nói gì về thuyền trưởng Kainan Maru ở đoạn số 5? Kainan Maru đi kiếm và phải đọc 4 đáp án. Rồi, anh Vũ có thể nhờ anh dịch nhìn 4 cái câu này. Cái nào mình không biết mình có thể dịch là làm gì đó thôi. Người ta nói gì về thuyền trưởng Kerenbu trong cái đoạn paragraph thứ 5? Rồi. Anh ta đã đưa ra một cái lời khuyên cho Simba cách lúc này nghèo nàn. Lời khuyên rất là tệ. Rất là tệ. Rồi, cho kỹ năng của anh ta trong cái việc mà chèo thuyền để chèo thuyền để an toàn cho thuyền và thủy thủ. Rồi, và anh ta từ chối lắng nghe những cái anh ta từ chối lắng nghe cái warm in, là những cái gì để làm ấm. Làm ấm là warm. Warm chữ M. Warm là cảnh báo. Warm là cảnh báo người khác. Cảnh báo người khác. Và cuối cùng anh ta có một cái tự tin rằng anh ta họ sẽ đến được cái Antarctica. Lúc đầu là ông rất tự tin là ông sẽ đi đến được. Câu kia là không nghe ai hết. Câu kia là kỹ năng này cứu được nhiều người. Và câu cuối cùng là ông cũng đưa ra lời khuyên sai hết trơn. Như vậy nói về về Captain Kynan đi kiếm cái tên là ra, và đoạn số 5 thì mình cứ đếm theo đoạn xuống dòng là đoạn rồi 5. Kynan đây, Captain of the Kynan nha, tức là thuyền trưởng của con tàu chứ không phải thuyền trưởng tên Kynan. Rồi, February con tàu này rồi nè. Vậy thuyền trưởng có không? Thuyền trưởng đây. Đấy, Captain đấy. Vậy đọc tiếp. Như vậy con tàu này nó đi, và nó đi vào thời tiết rất là xấu mà người thuyền trưởng chưa bao giờ thấy trước đây. Ở đây có quá khứ hoàn thành H, chữ đi có nghĩa là từ trước đến nay luôn. Rồi, và đọc tiếp, con tàu này đến cái gì đó và tìm cái nơi để land, đậu. Xong rồi bắt đầu ice, đá, băng nó bắt đầu nó close in, tức là nó đến lại, nó gần lại. Và nó threaten. Threaten là nó đe dọa. Nó đe dọa. Trap là bậc 7, cái 7 trap. Rồi, làm tiếp. Và với một cái gì đó seamanship, không biết. Captain là nói về thuyền trưởng này. Captain làm cái gì đó mà gọi là ship steer, động từ mình không biết dịch, nghĩa là làm. Làm cái gì đó cái con tàu này out of, đi ra khỏi băng và đi vào hướng gì đó. Rồi. Như vậy mình thử xem ông nói về con cái ông này đó. Rồi, giờ làm sao? Loại trừ hoặc là câu nào, câu nào không nói đến thì mình bỏ đi. Câu nào? Bỏ câu A. Ông đưa ra lời khuyên sai rồi, không có nói. Ok, hợp lý. Bỏ câu D, hợp không? Ông nó rất không có nói. Ông rất là có không? Không. Không. Okay. Không có tự tin. Ông không có nói gì hết. Câu đi không có nói. Rồi, dễ quá. Bi. Bỏ câu C luôn rồi còn câu B rồi. Xong. Ông cứu nè. Ông đi ra khỏi ao học xong. Như vậy cái chỗ nào là liên quan đến skill? Bằng cái chữ nào trong đàng quan? Giống như true phone vậy đó. Mình đoán được một cái chữ nào, cái kỹ năng của ông giúp cứu được thủy thủ đoàn và con tàu. Kỹ năng
remarkable, chữ seamanship, đúng không? Thì ổng mới bắt đầu ổng làm con tàu như vậy với cái gì đó của ổng, như vậy với cái kỹ năng của ổng. Remarkable là làm lại, no, remake mới là làm lại. Còn mình hay thấy cái chữ remark á, mark là đánh dấu, đánh dấu lại, có nghĩa là đánh dấu nhiều nha, đánh dấu nhiều lần người đó chú ý nha, đáng chú ý. Remarkable là một cái gì đó đáng chú ý, đáng ngạc nhiên, rất là tốt, hoặc là đáng chú ý. Ừ, cũng rồi. Như vậy seamanship là cái việc đi biển của ông á, cái kỹ năng đi biển. Seaman là người thủy thủ, seamanship giống như friendship, tình bạn thôi đó. Cái tình bạn, cái tình của người thủy thủ với lại cái biển, có nghĩa là cái kỹ năng của ông rồi, gắn bó, đúng không? Rồi chữ steer như vậy dịch được với cái kỹ năng của ổng là ổng làm cái gì đó con tàu đi ra khỏi băng, mình dịch là lèo lái, hướng đó, steer là hướng. Mình hay thấy có những cái cuộc họp gọi là steering committee á, tức là một cái hội đồng mà để mà đưa ra những lời khuyên định hướng, gọi là steering committee. Rồi như vậy là câu B hợp lý. Rồi câu số 11, Khánh làm câu B đúng không Khánh? Đúng rồi. Rồi câu số 11 nha, mời em dịch số 11. Là sau khi cái ông đó tới được anh đó thích ca, anh ấy nhận ra rằng rồi qua là anh ấy không có chắc chắn rằng là nên đi nào. Rồi anh ấy đã bỏ đi cái việc mà làm đầy nhậu của cá nhân, lắp đầy nhậu cá nhân của ổng, hoàn thành đấy, fulfill. Full là đầy, fill là điền vào, tức là mình điền vào cái gì cho con người mình nó đầy, tức là mình đã thành tựu, mình đạt được một cái gì đó rồi. Tức là nãy nên ở đây mình khi nào mình thấy cái chữ would have có nghĩa là mang một cái ý nghĩa là hối hận hoặc là trước đây nên làm gì. Would have cộng với một cái động từ và cộng với verb 3. Giống như if, nếu. Như vậy, sau khi ổng đến ổng mới nhận ra rằng là lẽ ra là ổng nên từ bỏ cái tham vọng của ổng đi. Rồi, tiếp. À, không đủ đồ ăn đi tiếp đâu, tiếp. Anh ấy vẫn muốn hoàn thành cái trận đua lại với dấu với đội kia. À, ông vẫn muốn đi đua tiếp với những cái đội khác. Ông không đủ đồ ăn đi tiếp đâu, ông nên từ bỏ từ lúc đầu rồi, ông không chắc là đi đâu nữa, lạc hướng rồi. Như vậy, mình bắt đầu mình đi xem sau khi đến Antarctica thì sao? Vậy đi kiếm cái đoạn sau khi đến Antarctica. Đọc lướt lướt mình sẽ thấy ngay đoạn số 6 có chữ finally reach. Đã đạt đến Antarctica đó. Như vậy sau khi đến xong đó, đọc nguyên một cái khúc phía sau xem mình loại được con nào hay là mình thấy được con nào không, là xong. Catching cái gì đó was out of the question and he said he would stick to science this time. Catching up, catch up. Catch up là gì anh Vũ? Catch up. Anh hiểu chữ catch up không? Kết nối catch là chụp. Bắt gặp. Mình hay gặp những người bạn mình nói là let's catch up sometime, có nghĩa là mấy bữa nào cà phê nói chuyện như mình kết nối lại nha, catch up có nghĩa là, hoặc là catching up, tức là mình bắt được cái đội mà đang đi chung. Amundsen là cái đội khác, cái việc mà ổng bắt kịp cái đội đó out of question. Out of question nghĩa là gì? Question là hỏi. Out không cần hỏi nữa, có nghĩa là chắc không bắt kịp, tức là ông không suy nghĩ về vấn đề đó, ông không có bàn về nó đó. Và ông ấy là cái thời điểm này ông chỉ cần khoa học thôi. Vậy khi ông tới là ông chỉ chú ý đến khoa học. Như vậy loại được câu đi. Ông không có đua với đội nào hết trơn á, out of question rồi. Rồi tiếp, yet. Ở đây có một chữ yet, nhớ chữ yet không? Yet nghĩa là gì? Dịch là gì? Yet nè Khánh. Yet dịch là gì Khánh? Nhưng mà but. Yet mà đứng ngay đầu câu dịch là but, là nhưng. Yet đứng cuối câu dịch là chưa.
tôi chưa làm gì hết, nay chưa làm bài, chưa làm gì hết. Yes. Nhưng mà ông ấy cảm thấy rằng đây là cái đáp án của mình, đúng không? Là the pull of the pole. Pull là kéo, sức hấp dẫn, đúng không? Lực kéo của cái pole là cái cực, tức là ông muốn đi mấy cái cực đó, bắc cực á. Và decided ở đây có chữ eventually. Eventually là finally. Mình có thể dịch là cuối cùng thì. Cuối cùng là ông quyết định là ông sẽ đi về phía nam để ông trải nghiệm cái gì đó liên quan đến hardship, sự khó khăn, khắc nghiệt của cái việc khám phá cái cực polar. Polar là tính tự của chữ pole mà ổng luôn luôn ổng mơ đến nha. Như vậy liên quan đến mơ đến là câu bi là give up. Ổng nghĩ là ổng nên từ bỏ. Câu bi được không Khánh? Dạ. Câu đi, câu bi được không? Câu bi à. Bảo được câu rồi đó. Giờ nếu mình đọc tiếp đi, giờ mình chưa thấy mình đọc tiếp. Với cái gì đó trong 20 ngày, provision mình không hiểu nghĩa, đọc tiếp. Ông ấy và bốn người bạn có thể see là để coi how far they could get, tức là để coi coi đi được xa bao lâu. Rồi bây giờ mình loại trừ bớt những đáp án nào mình cần đi từ câu A. Ông ấy không biết cái hướng nào ông ấy phải theo, loại không? Không loại. Tại sao chưa nhắc tới? Có nhắc tới không? Đi đâu? Đi hướng nam nè, lại câu A đi trời. Đấy. Rồi, B hoặc C, 50% cho mọi người tự suy nghĩ. Câu B nói là ông ấy nên bỏ từ bỏ, ông ấy lẽ ra là nên từ bỏ rồi. Còn câu C là có thể không đủ đồ ăn. Lại một trong hai câu sai, một câu kia sai, mình chỉ cần chứng minh được một câu sai mà không nói thì câu còn lại là đáp án, khỏi hỏi luôn. Có hai cách, 50-50. Một là chứng minh câu đó đúng, hai là chứng minh chẳng thấy gì của câu kia thì còn lại câu đó sao? Lại câu C là không đủ đồ ăn để đi đến hâm cực. Vậy còn câu B đúng không anh? Câu B anh dịch là gì? Khi sau khi đến là ông sau khi đến anh ta lẽ ra anh ta không không nên đi, không nên đi cái chuyến đi này. À, vậy anh nhìn có đi không? Sau khi đến ông nói là gì? Still felt, vẫn cảm thấy có một cái pull, sức kéo. Và cuối cùng ổng đi tiếp. Mà cái mà ổng luôn luôn mơ, dream là bằng với ambition, tham vọng là giấc mơ. Có nghĩa là ổng đi theo giấc mơ không? Ổng vẫn đi theo giấc mơ, chứ ổng đâu từ bỏ giấc mơ đâu. Anh thấy không? Nè, ổng vẫn cảm thấy có một cái pull, cái sức kéo. Và ổng cuối cùng ổng decided là ổng đi phía nam để ổng theo cái exploration mà ổng luôn luôn mơ tới. Tức là ổng vẫn đi theo giấc mơ của ổng. Như vậy nó trái nghĩa với câu give up thôi. Còn lại một câu C nữa. Rồi, câu C đó là trường hợp mình không biết. Còn câu C nếu mà mình biết thì mình cũng thấy luôn. Bây giờ câu C nè, anh không thấy nó nói đến, mà nó nói gì? Không đủ đồ ăn để đi đến năm cực. Vậy đọc tiếp nha. Giấc mơ nè, không có nói gì đến đồ ăn. Với cái gì đó không biết nghĩa nè, trong 20 ngày để coi coi bao lâu họ có thể đi được. Vậy với cái gì đó nó có thể là đồ ăn, food. Có thể, tại vì mình không biết. Xem coi họ đi được bao lâu, tức là họ không biết là có đủ đồ ăn, đủ cái gì đó để đi hay không trong chỉ có 20 ngày thôi mà. Đó. À, ở đây có chữ provision, nếu bạn nào mà học được chữ provision này là xong câu này luôn. Còn nếu không thì mình phải lại chờ bớt. Provision thật ra rất dễ nhớ. Provisioning. Provisioning là gì anh? Provide. Cung cấp. Cung cấp. Đúng không? Muốn ăn là mình phải có cái gì đó cung cấp cho mình. Thì danh từ là provision, là đồ ăn, sự cung cấp. Và giống như gì đó mình gọi là cái gì ta, trang thiết bị cái gì đó. Provision là đồ, là những cái mà cung cấp cho mình tồn tại được. Provision là đồ ăn. Mấy câu này là câu, nhưng mà mình không biết mình vẫn làm được câu xí. Mình lại bóp mấy cái kia rồi. Rồi 12. Tác giả làm gì ở đoạn số 7 vậy? À, mình giải thích kỹ chút xíu đến lúc đầu. Đoạn số 7, kiếm đoạn số 7 nè. Có nghĩa là nó là gì? Cái hành động của tác giả. Rồi, như vậy mình chú ý đến những động từ. Động từ thứ nhất, criticize. Criticize là gì anh Vũ? Anh Vũ nhớ không?
critical đúng. Critical. Critical thinking. Critical là những cái gì đó nó quan trọng. Hoặc là tức là mình phải suy đi nghĩ lại. Và có thể là mình phải chịu đựng những sự chỉ trích. Criticize là chỉ trích. Chỉ trích một cái quyết định liên quan đến nghiên cứu khoa học. Tác giả nó là phê phán cái quyết định đó. Tiếp, tác giả giải thích coi tại sao lại mistake, tại sao lại xảy ra, tại sao occur là xảy ra, tại sao lại có cái lỗi như vậy. Tiếp, mô tả như vậy, cả những cái động từ nó khác nhau, chỉ trích, giải thích, mô tả điều kiện mà cái chuyến đi này có gặp phải, face, đối mặt. Và cuối cùng là rejecting cái ý tưởng. Reject là từ chối ý tưởng của ông này. À, từ chối cái ý người ta nói á, tức là tác giả không tin vào cái điều là ông này ổng chuẩn bị tệ, tức là ổng không chuẩn bị gì cả. Tức là người ta nói ổng là chuẩn bị tệ lắm nhưng mà ổng tác giả không nghĩ vậy. Tức là ủng hộ ông này. Rồi, giờ coi coi tác giả làm gì ở đoạn số 7 nha. Chỉ trích, quyết định hay là làm gì? Mình đọc coi, lướt nhanh. Lướt nhanh. Đây là đoạn số 7 xem. Mình đọc thử xem đoạn số 7 nó nói về cái gì. Yeah. Đoạn số 7 Khánh nó thấy có gì? Mô tả tình trạng, ok. Đó. Mình đọc yes. Đoạn số 7 hey. À, đó là sao? Nguyên này nó đừng phải quá trời. Từ cái forward trở xuống. À, forward. Nhưng mà coi mình coi tác giả, mục đích tác giả nó là gì. Như vậy ông này ông đi với hai con chó. Xong rồi đọc tiếp, trong một tuần có chữ struggle nữa nè. Gặp khó khăn. Through one blizzard. Blizzard mình biết không? Không biết. Blizzard có chơi game, cái hãng Warcraft. Trò chơi Warcraft là của hãng Blizzard. Blizzard ha, là băng giá. Không biết thì thôi, đọc tiếp. Worst weather. Nói về thời tiết xấu. Thời tiết nó xuống âm 25 độ C. Và nó có frostbite claim some of the dogs. Frost là băng giá đó ha. Tức là mấy con chó nó bị đóng băng, băng. Rồi và là 26. Và ông này ông nói là gì? Ông thấy rằng là chỉ có đủ cái gì đó cho 2 ngày nữa thôi. Tức là nó khó, đủ rồi ăn. Tiếp 2 ngày nữa ông nói là thôi quay về. Và ông tính toán là họ đã đến được cái gì đó 80 độ 5 gì đó ở phía nam. Và họ đã đi được 250 km rồi. Cắm cái cờ lên. Hoist mình không biết, mình đoán là người làm gì. Tức là giờ đi tới đó mình cắm cờ chứ làm gì hoist đúng không? Vẫy cờ, cắm cờ gì đó rồi. Nhưng mà thật ra mô đọc này thấy toàn là thời tiết mô tả. Thiếu đồ ăn, thiếu gì tùm lum. Chẳng có chỉ trích gì cả. Mô tả như vậy câu. Describe là một hành động. Chú ý đến cái chữ động từ. Mô tả là dễ lắm. Mô tả thôi. Explain là tại vì, tại vì, tại vì. Này không có explain. Nó chỉ đưa ra. Rồi, câu này dễ. Tiếp. Ý chính của tác giả ở đoạn cuối là gì? Đây. Ý chính của tác giả thông thường nó sẽ nằm ở đoạn đầu tiên của đoạn văn, đó là đoạn số 1, hoặc nó nằm ở đoạn cuối cùng. Đúng không? Kết luận lại ý của tôi là vậy. Thường nó sẽ nằm ở những khúc cuối hoặc là những cái đầu đầu rồi đây. Đó. Như vậy coi thử ý của tác giả, như vậy phải đọc ABCD thôi. Rồi, Khánh dịch cho thầy ABCD nè. Yeah. Dạ là xem việc, xem những vấn đề về CBS và đặt phải đó mặt với và sau đó là nếu xem xét lại, điều chỉnh lại, nếu xem xét với những vấn đề mà CBS đã đương đầu thì cái là achievement nè, thành quả nè. À, thành quả thành tựu, ok. Để có thể readable gọi là kinh ngạc đúng không? Đấy. Một cái dạ, kinh nghiệm, một cái gì đó nó rất là tốt. Thì ở Nhật thì phản ứng về cuộc thám hiểm của Sinbad ở Nam Cực như là surprise. Surprise làm anh đang ngạc nhiên. Đúng rồi, came as a surprise to him, tức là làm cho anh ấy ngạc nhiên, nó đến như một sự ngạc nhiên đối với anh ấy, tức là anh ấy không nghĩ là người ta react, người ta phản ứng như vậy. Tiếp, obvious là rõ ràng. Yeah, rõ ràng là anh Sen sẽ nhận được nhiều sự quan tâm như là một nhà bảo hiểm hơn là Sinbad.
đối với cương vị, đúng không? Cương vị đối với là một nhà thám hiểm thì cái người Asmundsen này rõ ràng người ta thấy được là nhận được sự chú ý nhiều hơn này. Rồi, câu cuối. Đúng rồi, anh Saktika là câu cuối. Xin phép đã nhận được là nhiều thứ ở trong cái cuộc đời là thám hiểm cực. Phần này, những gì anh ấy mong chờ. Rồi, anh ấy có had expected, là had có chữ đi ở cuối, có nghĩa là trước đây. Nói về một cái việc trước trong quá khứ, xảy ra trước một sự việc khác trong quá khứ, có nghĩa là gì? Trước đây khi đi, trước khi đi ổng mong đợi cái gì đó, nhưng mà hiện tại là ổng đã đạt được nhiều hơn cái mà ổng đã mong đợi rồi. Như vậy xem thử cái đoạn cuối mà nói về writer, tức là người viết, ý kiến của người viết khi nói về ổng là như thế nào. Giờ mình đọc nha. Mô tả thì mình bỏ qua, tại vì mô tả phải ý kiến. Và ngày này tất cả những người đi về nhà, con tàu đến Tokyo, và ông này được như là anh hùng, hero, mặc dù cái gì đó, kệ. Như vậy cái nói về anh hùng vậy có thể là câu Kobe, ông về Nhật Bản. Ông về Nhật Bản và ông được chào đón như một anh hùng, đúng không? Despite là mặc dù là sự thật là ông chưa bao giờ đến được cái này. Như vậy cái này có nói về ngạc nhiên không? Có nói về ngạc nhiên không? Ngạc nhiên không? Mặc dù là ổng, đúng rồi, mình đọc mình cảm thấy là ngạc nhiên, ổng có ngạc nhiên không? Có thể ổng ngạc nhiên, cũng có thể không. Mà ý là nó người ta chào đón ổng như anh hùng mặc dù là ổng chưa đến, thì có thể là cái cảm giác của ổng khi đến là ổng ngạc nhiên hoặc là không. Tại vì đoạn văn mình phải dựa vào nó nói hay không nói. Vậy con này không có nói, thì con bị tội. Nó làm ngạc nhiên ổng. Ổng đâu có nói gì ổng ngạc nhiên đâu. Mặc dù là ổng không mấy, người ta chào đón như anh hùng, ừ có thể ngạc nhiên có thể không mà. Nó kêu mình đứng giữa, không có ý nào là ổng ổng rất ngạc nhiên về điều này. Mặc dù mình đọc mình thấy ngạc nhiên đó. Nor, ở đây có chữ nor. Nor did là nó đổi ngược lại thôi, nó cháo ngược lại cái nó đảo ngữ thôi, đảo câu lại thôi. Thật ra mình dịch là he did not. Nor có nghĩa là không á. Cũng không. Not or. Tức là sao? Nor did he contribute much to science, but nor did Amundsen. Nghĩa là gì? He did not contribute much to science, but then Asmussen did not. Khi người ta sử dụng nor có nghĩa là người ta muốn so sánh bằng, so sánh giống, nhưng mà so sánh giống kiểu mà phủ định, có nghĩa là tôi không đói, bạn nó cũng không. Rồi như vậy ổng không có contribute, không có đóng góp gì về khoa học cả. Asmussen cũng không. Như sao? Những cái người Asmundsen là gì? Cái who ở đây là đại diện cho Asmundsen, là cái interest, là sở thích, là muốn người đầu tiên đến cái cực chạy đua, chứ không phải là khoa học. Rồi, nhưng mà đây là cái bắt đầu nói về cái ý của tác giả nè. Nhưng mà cái cuộc thám hiểm của ổng thì khá là heroic là anh hùng, rất là hay. Lại làm gì? Họ đi 80 độ gì đó, only 4 người thôi, là đi so far, tức là đi quá xa. Như vậy có 4 người thêm nữa, furthermore, thêm nữa là họ did it all, họ làm tất cả điều này mà without, không có advantages, là thuận lợi của cái nhóm khác, và không có kinh nghiệm gì cả. Tức là tác giả đang như thế nào? Tác giả ông này đạt được nhiều hơn, chắc chắn là Asmundsen sẽ được hơn. Xem xét những cái vấn đề ông gặp phải thì thành tựu của ông đáng kinh ngạc. Câu này, câu A, hợp lý. Anh hiểu không? Rồi, đó là ý, đó, nó nằm ngay phía dưới luôn nè. Thấy không? Rồi, ok. Mà nãy giờ mình không có từ nào gọi là khó, mà mình phải tra từ điển ha, mình phải đoán từ. Rồi, ok. Cái bài cuối là bài khó đúng không? Bài số 2 mình làm rồi, bài cuối Khánh làm rồi mà, phải không Khánh? Dạ rồi. Rồi, cái này nó sẽ có những bài dễ, những bài khó. Cái đoạn cuối này anh nhìn sẽ rất là, anh thấy anh mệt luôn á, từ tùm lum hết trơn á. Thì anh đừng quan tâm, trước mắt là mình chú ý đến đoạn đầu và đoạn số 2 trước. Còn những cái đoạn này mình sẽ hiểu cách làm từ từ, từ vựng rất nhiều. Và mình sẽ sử dụng cái cách là mình đoán từ để mình làm, chứ mình không thể nào mình tra hết như đây là chết luôn. Rồi, ok, như vậy cái đoạn cuối bữa trước mình còn thiếu đúng không các bạn? Bạn làm chưa? Em làm chưa? Làm nhà chị con.
làm gỗ trống thì gỗ trống nhiều quá hả? Dạ. Khánh làm lần cuối rồi mà, phải không Khánh? Khánh làm cuối chưa? Em học đi. Rồi bây giờ mình dễ nhất là lại điền từ. Giờ mình thử mình làm điền từ một chút xíu, tại vì những cái khác cần phải đọc nhiều hơn. Bây giờ lại điền từ, nó nói là lại summary, tức là tổng kết nguyên cái bài văn. Và tổng kết cái gì? Bài này nói về cái gì nè? Passage 3, đọc chả hiểu gì hết trơn. Literary legacy, chẳng hiểu gì cả. Literary mình không biết, legacy biết không? Legacy là huyền thoại, di sản hay cái gì đó không? Huyền thoại, ok. Literary nó giống như chữ gì? Literature là văn chương ấy. Văn chương tức là cái di sản của ông này về văn chương. À, ok, kể nó. Bây giờ nó nói gì quan trọng là mình chú ý đến cái summary để mình xác định đoạn văn, tầm quan trọng của cái việc cái từ mình nói ra và cái cách mà những cái từ nó được nhớ như thế nào. Vậy nó nói về spoken poetry. Vậy mình đọc coi. Anh nhảy vô thì nó hơi khó đúng không? Bây giờ mình đi tìm kiếm nè. Tầm quan trọng, như vậy kiếm bằng cách nào? Kiếm đoạn. Spoken word nè. Và cách nào để mà nó được nhớ đến. Nó được là một cái means mà by which each cái gì đó. Mình đọc cái nào đây? Đọc đoạn đầu có không? Spoken và có poetry không? Không có đoạn đầu hả? Đây, có chữ oral, poetry. Spoken là bằng lời nói, oral là miệng. Có cái kem đánh răng, bằng chảnh răng gì? Oral-B. Oral-B, đó là chữ đi từ chữ oral này ra. Rồi, oral poetry. Poetry là văn, là thơ. Là thơ, tức là thơ mà truyền miệng đó. Rồi, ok. Như vậy nó nói là gì? Nó once, đã từng là means là gì? Cách thức, mean mà có S đó. Là lúc nào chữ có cũng S là cách thức. Cách thức mà tại nhờ cách thức đó mà mỗi chấm 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 của một cái văn hóa nó có thể truyền được knowledge qua. Kiếm nha. Knowledge có không? Có đó. Đọc nè. Cultural, đây có chữ cultural đúng không? Đây có chữ oral nè đúng không? Poetry nè. Truyền nè. Pass nè. Knowledge có nè. Pass from mouth to ear. Từ miệng truyền qua lỗ tai. Đó là cách moving information, truyền thông tin đi. Và từ thế hệ này đến thế hệ khác, truyền thông tin có nè. Vậy each gì? Khánh, chọn chữ gì trong đoạn văn? Each này phải là danh từ. Generation. Chữ gì? Yeah, generation. Generation là anh lấy chữ này đúng không? Yeah. Tại sao mình chọn chữ generation? Nó sẽ là each và cộng danh từ. Ở đây mình phải điền một loại từ danh từ số ít. Each là mỗi. Và hành động của nó là pass on. Mỗi cái gì đó của cộng đồng nó sẽ truyền qua, như vậy đọc coi. And poetry pass cái gì đó, hành động. Ác và thế hệ khác làm gì? Move information đó, pass information đó. Như vậy, chọn một danh từ. Each bằng với one, một. Generation đi vô, generation. Cái loại này là mình kiếm đúng cái từ đó mình thả vô là xong. Nhưng mà phải kiếm được. Rồi, in it, thật vậy. Người ta đã đề xuất rằng nó là nhiệm vụ của một cái gì đó, một người gì đó, đúng không? Danh từ. Mình phải xác định xem loại từ mình cần tìm đã. Là phải biết thơ để mà họ, they would be informed, họ sẽ được thông báo về những cái chủ đề, ví dụ như chính trị hoặc lịch sử. Vậy đó là nhiệm vụ của ai? Mà phải biết cái này. Đây có khả năng là người. Như vậy để coi ai phải biết mà liên quan đến lịch sử chính trị nè. Kiếm thử coi có lịch sử chính trị những môn học nào trong này không. Lướt nhanh. Giờ mình đọc coi. Gì đó. Politics, history. Rồi, hay quá. Vậy đọc tiếp coi câu này chứa cái gì liên quan đến người, liên quan đến cái gì không. Vậy mình đọc nha. Rồi, it was cái gì đó là a massive cái gì đó, danh từ hết, a sort of gì đó, political history which the citizen required to learn, được yêu cầu phải học, có nghĩa là duty. Duty là nhiệm vụ, có nghĩa là bắt buộc phải làm, có nghĩa là bắt buộc cái người đó phải biết, tức là phải học cái poetry này.
đúng không? Để mà có thể được biết về cái những cái môn học khác, tức là học phải học thơ, giống như Trung Quốc học thơ trước đúng không? Mà mới biết chữ, bắt đầu từ đó đọc qua những cái vấn đề khác. Như vậy điện citizen, danh từ citizen là công dân. Đấy. Đó. Câu 39, mà hai câu nữa mình nghỉ nha. Câu 39 là những nhà tâm lý học, psycho là về tâm lý. Bây giờ họ biết rằng là khi mà người ta cố gắng nhớ thông tin thì sao? Người ta có thể thấy rất là khó để nhớ cái từ mà nó express, mong đợi, diễn đạt, diễn giải, express cái ý tưởng như vậy. Đây sẽ là tính từ, có khả năng là tính từ, thì tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Như vậy thử xem, nói về tâm lý học á, khi người ta nhớ một cái gì đó đọc tiếp á, thì người ta sẽ rất khó để nhớ cái gì đó. Từ mà nó như thế nào đó thì rất khó nhớ. The greater word. Có không? Không. Thì đọc câu suốt tiếp thôi. Cái này mình để làm cuối á, tại mình biết những cái đoạn khác rồi, mình làm nó dễ hơn, mà không có thì mình phải tra tiếp. Coi coi. Có không? Nhìn đọc nhiều từ quá nó rối đúng không? Vậy đọc tiếp coi. Câu nào? Khánh làm này chưa? Psychologist có không? Kiếm coi. Dạ, câu nào thì? Câu đó đó, câu 39 đó, mình đang làm đó. Dạ, đoạn cuối luôn. Đó, thấy không? Thì nhiều khi kiếm ra thì mình làm câu 40. Như vậy coi coi những cái đoạn đầu đó về ông philosopher thì không phải psychologist. Philosopher là nhà triết học, psychologist là nhà tâm lý học. Đoạn cuối, the greatest solution of all. Này đọc rất khó hiểu. Bài này khó. Rồi, những cái từ nào khó nhớ? Nó nói là sao? Psychologist nè, psychologist nè. Rồi. Nó nói là người ta biết được rằng là thì hiện tại nha. Nó nói là người ta đang cố gắng nhớ thông tin thì họ quên đi cái từ nào đó để express một cái gì đó. The principle là gì đây? Principle nè. Nó là gì? Memory, trí nhớ. Word nè, đây đọc ngay đây. Những cái từ mà nó như thế nào đó thì nó dễ nhớ hơn những cái từ không. Như vậy coi coi. Và ý tưởng mình chưa có, đọc tiếp. Và những cái danh từ, đúng không, thì nó dễ để mình nhớ hơn là những cái gì đó. Rồi, vậy sao Khánh? Câu nào? Ý tưởng như thế nào? Khánh điền chữ gì giờ? Express cái gì? Dễ. Không khó nhớ, không dễ. Được không? Gì? Abstract. Rồi, bây giờ mình phân tích cái câu này nha. Họ cảm thấy rất khó để nhớ những cái từ nào đó mà nói về cái ý tưởng gì đó. Thì mình xem, những cái từ mà gì đó thì nó dễ nhớ hơn là những cái từ không. Như vậy đây sẽ mình có một chữ rhyme. Mình không biết chữ gì nhưng mà từ này là động từ mà mình đang cần tìm tính từ. Bỏ tiếp những cái từ đó như thế nào đó, và những cái danh từ thì nó dễ nhớ hơn. Đây có chữ tính từ nè, tính từ đi trước danh từ. Concrete là tính từ. Những danh từ như thế nào đó thì nó dễ nhớ hơn là những cái danh từ như thế nào đó này nữa. Abstract. Như vậy mình đang coi nó so sánh nè, mình đang cần tìm cái khó nhớ hay cái dễ nhớ. Cái khó nhớ. Như vậy cái dễ nhớ mình cần điền vô không? Cái này nó dễ nhớ, loại chữ concrete. Suy ra cái này là cái khó nhớ nè, nó đang so sánh. Vậy thì chữ abstract là sao? À, abstract là trừu tượng, còn concrete là bê tông. Bê tông nói về chất liệu, concrete là bê tông, và tính từ nó có nghĩa là chắc chắn. Hợp lý không? Rồi, và như vậy dễ nhớ những cái từ mà âm nó đi, những cái từ đi cùng với nhau với cái gì, có không? Khánh luôn đi cho nó nhanh, dễ nhớ những cái từ mà nó giống, nó sao giống nhau, nghe phát âm hoặc đi nó đi cùng với danh từ đây, đúng không? Rồi coi coi find the pattern structure and how to extract meaning from the word. Putting words to music and rhyme is a way, một cái cách để mà mình có cái structure, có cái cấu trúc cho ngôn ngữ. Có nghĩa là như vậy, đặt những cái từ vào âm nhạc thì nó sẽ là một cách để mình thêm cái cấu trúc cho ngôn ngữ thì dễ hiểu hơn. Như vậy ở đây nó sẽ điền chữ music, còn chữ mà âm thanh mà đi cùng với nhau á, sound similar là chữ rhyme. Rhyme mình không biết thì thôi.
Tại vì rhyme á, rhyme là cái vè. Em biết vè không? Không biết hả? Hồi xưa học văn không biết vè. Câu vè đó, từ này nó nối với từ kia đó, nó âm nó linh với nhau. Không nhớ bài vè nào hết nè. Giờ chắc không biết anh ha. Đúng rồi, giờ đâu biết nhiều đâu, hồi xưa mình mới biết vè nhiều. Ok. Rồi, tóm lại là như vậy trước. Thì có thể anh về nhà anh làm kiếm bài này rất khó làm. Anh có thể anh thử làm câu 3536 trắc nghiệm. Anh đi tìm hết, nhìn từ nó hơi mệt. Còn nếu không được á thì không sao, mình skip ha, mình skip. Và các bạn còn Khánh với lại em ở nhà làm nha. Làm lại cái này cho thầy chút xíu, bữa sau mình sửa nhanh cái đoạn này và mình nhảy qua cái đoạn test 3. Test 3. Rồi, anh gọi cái test 3 ra. Test 3 đoạn cuối cũng khá là khó nha. Rồi. Test 3 giờ mình không làm đoạn đầu nữa. Mình làm đoạn giữa đi. Anh nhà anh có thời gian nhiều không? Anh Vũ. Sắp xếp cũng làm được ha anh ha. Phải tập đi. Dạ, thầy mày tập, tại vì trên lớp mình không có đủ thời gian. Ví dụ anh bí câu nào mình lên lớp thì mình sửa nó dễ. Rồi. Giờ mình làm để coi đoạn nào cho nó dễ chút. Secret of the Swarm mình làm sau đi. Mà làm hai đoạn luôn, hai đoạn dễ thôi. Đoạn đầu và đoạn số 2 của test số số 3. Câu nào anh làm được anh cứ làm, không giới hạn thời gian. Anh chưa cần giới hạn thời gian. Ha, được không? Đoạn 1, đoạn 2 được không? Còn đoạn cuối thì mình skip nhanh cũng được, đoạn cuối khá là khó, đoạn hồi nãy á, mình bỏ qua cũng được. Hơi rối đúng không? Chưa cần thiết, đoạn đó là cho 8 chấm. À, 7.5 đến 8 chấm, mình không cần. Rồi, đoạn 1, đoạn 2, Khánh thì cần đoạn đó đó. Ok. Rồi, ok.